job. No, I have the number of the bus company. No, we had only six. Yeah, everything outside was six. Tinh thần xây dựng cộng đồng và đất nước để trao đổi, học hỏi và đoàn kết. Đại hội Thanh niên sinh viên Việt Nam Thế giới kỳ 3 với chủ đề Việt Nam con đường nhân bản, đi từ tâm thức đến hành động đã kết thúc vào trưa hôm nay hoặc đã đạt được thành quả lớn hơn sự mong đợi của ban tổ chức. Để trình bày những diễn tiến, kết quả và những chương trình sinh hoạt trong tương lai mà đại hội đã đề ra, chúng tôi xin thay mặt cho ban tổ chức kính chào quý vị đại diện các cơ quan truyền thông và các hội đoàn hiện diện trong buổi họp báo ngày hôm nay. Chúng tôi ghi nhận có sự có mặt của anh Vinh Quang Anh Thái, đài Lưu Sài Gòn Radio, anh Lê Hải, đài BBC, chú Nguyễn Huy, nhà báo người Việt, cô Kiều Mỹ Duyên, đài phát thanh tiếng nói Việt Nam hải ngoại, ông Michael Nelly, Vietnamese American Chamber of Commerce, chú Phan Ngọc Tiến, Sài Gòn TV, Phan Ngọc Tiếu, chú Phạm Quốc Bảo, nhà báo người Việt, bác Ngô Mạnh Thu, VNCR, bác Lý Kiến Trúc, Văn Hóa Magazine, ban đại diện cộng đồng Việt Nam tại Nam Cali, chủ tịch anh đại Tạ Đức Trí, chú Nguyên Lâm, đại diện Việt Báo, đại diện của đài truyền hình SPTN, đại diện của Nhật Báo Viễn Đông, bác Miêu đại diện cho cộng đồng Los Angeles, bác Đỗ Ngọc Yến, Nhật Báo Người Việt, phóng viên Bích Huyền của đài VOA, ông Nguyễn Phương Hùng của đài VOV, ông Đỗ Thông Minh và chú Nguyễn Ngân Việt Báo Daily News. Và nếu mà chúng tôi có nếu mà có quên một vài tên thì xin quý vị thông cảm. Kính thưa quý vị, đại hội đã lan tràn thành công nếu không có những hỗ trợ hết mình từ quý cơ quan truyền thông, quý hội đoàn và đặc biệt từ một số âm nhân làm việc âm thầm từ nhiều tuần lễ vừa qua. Chúng tôi xin phép dành một giây phút đặc biệt để tri ân đến những vị này. Đây là những người âm thầm lo lắng cho hơn 600 anh em chúng tôi trong suốt những ngày vừa qua, từ việc đưa đón ngoài thị trường đến lo từng món ăn, từng viên thuốc cảm. Họ là những cha mẹ, các bác, các chú, những anh chị đã có niềm tin nơi giới trẻ chúng tôi và lúc nào cũng có những lời động viên tinh thần quý báu và đôi bàn tay luôn sẵn sàng sắn tay áo lao vào việc. Các bạn thân mến, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để nói lên lời cảm ơn. Phần dân ảnh tóm được các sinh hoạt đại hội thanh niên sinh viên thế giới kỳ 3. Và chúng tôi, Phan Đình Quốc và Trần Thị Thiện Tâm, thì chính thức khai mạc. Vào cái mục đích nhân bản hạnh phúc của dân tộc chúng ta.
Thưa các bạn, với niềm tin và hy vọng đó, tôi tin chắc rằng chúng ta, những người trẻ Việt Nam sớm có lý tưởng đang hiện diện nơi đây, một ngày không xa sẽ đạt được những khát vọng chung của cả dân tộc chúng ta. Xin cảm ơn các bạn. Còn các bạn của một công nhân trẻ Việt Nam tại một công ty do người đàn ông làm chủ, các bạn của một công nhân lao động hợp tác tại Taiwan đã được chủ nhân trả. Để biết được học được